Nếu như bạn muốn biến thu nhập của mình từ 10 triệu lên 50 triệu thì bạn hãy xem hết video này của My nha. Để mà My có thể giúp gia tăng thu nhập của bạn, gia tăng các lợi nhuận của bạn lên gấp 5 lần thì điều đầu tiên là bạn cần phải nhận ra, đó chính là bạn cho đi cái gì thì bạn sẽ nhận về cái đó. Và những cái kết quả hiện nay của bạn á chỉ là những cái sự phản chiếu từ cái suy nghĩ, niềm tin mà bạn đang nắm giữ bên trong tâm trí của mình mỗi ngày. Chính bạn là người tạo ra cuộc sống của bạn thông qua một loạt suy nghĩ mà bạn nghĩ trong tâm trí của bạn. Bây giờ bạn gieo hạt gì thì bạn sẽ gặt hạt đó. Bạn gieo hạt mận thì bạn sẽ ăn quả mận. Không thể nào bạn gieo hạt mận mà bạn đòi ăn quả táo được. Điều đó thì nó rất là vô lý. Bạn gieo cái gì, bạn sẽ gặt cái đó. Bạn gieo những suy nghĩ, những niềm tin gì thì cuộc sống của bạn sẽ dựa trên những cái suy nghĩ, những cái niềm tin của bạn mà nó hiển thị ra cuộc sống của bạn. Ví dụ như là bạn luôn nghĩ rằng là tôi không có đủ tiền để mua mọi thứ mà tôi muốn. Rồi tôi không có đủ tiền để chi trả cho cái hóa đơn này. Rồi tôi phải làm việc rất là chật vật mới kiếm được tiền. Thì cho My hỏi bạn, đây có phải là những suy nghĩ chủ đạo bên trong đầu của bạn hàng ngày hay không? Nếu như câu trả lời là đúng thì nó chính là bạn đang khẳng định và định hình nên toàn bộ cuộc đời của bạn thông qua những suy nghĩ và lời nói của bạn hàng ngày. Bạn có thể là không nhìn thấy khi mà bạn nói là tôi không có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, nhưng mà bạn sẽ thấy luôn luôn mình thiếu thốn. Vậy thì nếu như mà bạn có những cái suy nghĩ như vậy, những cái niềm tin như vậy thì luật hấp dẫn sẽ thu hút cho bạn tất cả những cái nguồn lực đến để mà giúp cho bạn thực thi cái điều đó, thực thi cái điều mà bạn tin tưởng. Hoặc là bạn đang tin là bạn làm việc rất là vất vả để mà có nhiều tiền thì cái sự thiếu thốn của bạn nó sẽ gia tăng lên gấp bội lần và nó sẽ hấp dẫn một loạt sự kiện, con người, hoàn cảnh, điều kiện nó phù hợp với cái hệ thống niềm tin bên trong suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ không thể nào suy nghĩ rằng là mình thiếu thốn mà mình có thể mình nhận đầy đủ được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn hai bước để ứng dụng luật hấp dẫn vào trong cuộc sống của mình để bạn thu hút tiền của mình về với mình một cách nhanh chóng. Đầu tiên thì bạn cần phải thay đổi suy nghĩ của mình. Những cái gì mà bạn suy nghĩ, bạn gieo trồng trong quá khứ á, thì bây giờ nó hiển lộ ra bên ngoài thì chúng ta cần phải thay đổi và lập trình lại nó. Nếu như bạn mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi. Và bước thứ hai là bạn hãy thực hành lòng biết ơn càng nhiều càng tốt. Những khía cạnh bạn đang nhận được trong cuộc sống, hãy biết ơn những điều mình đã nhận được trong cuộc sống, về tiền bạc, về tài chính hay là mối quan hệ. Mỗi ngày thì bạn hãy dành ra, bạn viết cho mình 10 điều biết ơn hoặc nhiều hơn càng tốt bạn nhé. Và nếu như mà bạn cần một môi trường để giúp cho bạn rèn luyện để mà thực hành luật hấp dẫn, ứng dụng thu hút nhiều điều may mắn hơn trong cuộc sống của mình, bạn có thể là liên hệ với mình sẽ hỗ trợ cho bạn một môi trường và giúp cho bạn những phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn để gia tăng tài chính, cải thiện mối quan hệ hoặc là sức khỏe của bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã theo dõi video của My. Hãy follow kênh của My để nhận thêm được nhiều video giá trị nhé.